Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Liên quan đến khu vực vườn sầu riêng bị sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 4 người tử vong. Tài xế Võ Minh Bằng, 52 tuổi, kể trưa ngày 30 tháng 7, lái xe 45 chỗ chở 36 học sinh tiểu học cùng phụ huynh, giáo viên đi du lịch ở Đà Lạt trở về huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này trời mưa nặng hạt, xe chạy 20 km/h, chuẩn bị đổ đèo. Đến trước trạm cảnh sát giao thông Maragui, ông bất ngờ nghe tiếng ầm ầm, đất đá đập vào bên mạn phải ô tô. Trong vài giây, xe bị một lực rất lớn đẩy qua bên kia làn đường, đuôi xe hút đổ giải phân cách, ngã xuống bờ vực sâu hơn 200 m. Phía dưới là dòng suối chảy qua, ông Bằng nói. Nhiều hành khách ngồi ở giữa và đuôi ô tô hoảng loạn chạy dồn về phía đầu xe để giảm sức nặng, tránh xe trôi xuống phía dưới. Lúc này, nam tài xế hô hoán chạy xuống hết. Một số khách mở cửa chạy ra ngoài, có người đập kính cửa sổ đầu xe, bé con chui ra đường. Sau khi hỗ trợ khách thoát khỏi xe, ông Bằng nhìn về hướng trạm cảnh sát giao thông Maragui, thấy trụ sở bị đất đá đè sập mái tôn, nhiều bức tường gạch đổ, núi đất đỏ vùi lấp nhiều ô tô bên cạnh, các thanh sắt làm cột nhà đã bị cong vênh. Từ trong khe hở ở đống đổ nát, ông nghe tiếng kêu cứu nên đã chạy đến tiếp cận. Lúc này, một cảnh sát giao thông đã chui thoát ra ngoài, quần áo bị rách, dính đầy bùn đất. Còn một chiến sĩ cùng người phụ nữ bị đè dưới bức tường gần ô cửa. Ông lấy đá đập bức tường để mở rộng ô cửa cho hai nạn nhân chui ra ngoài. Lúc thoát ra ngoài, họ bị trầy xước khắp người, liên tục cầu cứu cho những người còn kẹt lại. Nam tài xế kể, tất cả hành khách sau đó được nhà xe điều phương tiện khác đưa khỏi hiện trường. Hàng nghìn tấn đất đá trên quả đồi cao mấy chục mét đổ ụp xuống sau mưa lớn đã khiến ba cảnh sát và một người dân có mặt ở trạm cảnh sát giao thông tử vong. Bán nước giải khát cạnh trạm, ông Mạnh, 65 tuổi cho biết, hôm đó trời mưa cả ngày. Khi đang ngồi trong nhà, ông nghe tiếng rầm, đất đá từ một khoảng đồi trượt xuống như thác đổ lên trụ sở cảnh sát giao thông. Ông vội vã chạy đến hiện trường nhưng bị đống đất đá kèm bùn nhão cao chừng 3 mét chắn ngang đường. Lúc này, ba chiến sĩ từ bên trong trạm chạy ra ngoài, hô hoán bảo còn nhiều cán bộ bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát. Mọi người chạy đến hiện trường thấy nhiều đồ đạc bị đất vùi lấp. Tất cả đều nghĩ nạn nhân bị đất đá lấp khó sống sót, song vẫn kêu lên, đáp lại chỉ là không gian im ắng. Sống tại đây 34 năm, ông Mạnh cho biết lần đầu tiên thấy cảnh sạt lở kinh hoàng như vậy. Đèo Bảo Lộc năm nào cũng sạt lở, kẹt xe, ùn tắc. Nhưng đây là trận sạt nghiêm trọng nhất mà tôi chứng kiến, đến giờ vẫn còn ám ảnh, ông nói. Là người huy động xe múc, xe ủi đến hiện trường đầu tiên để tìm kiếm nạn nhân. Ông Đỗ Văn Quốc, chủ doanh nghiệp xây dựng ở gần đó cho biết, núi đất đá khi đó đã chất đống, cao hơn 3 mét, trải dài 50 mét. Sau tai nạn, trời mưa xối xả khiến bùn đất từ phía trên theo dòng nước trút xuống liên tục. Giữa vùng sạt lở rộng gần 300 mét vuông, hơn 20 phương tiện, thiết bị đào bới trong lớp bùn nhão đặc quánh, gần 200 người thuộc nhiều lực lượng được huy động đến tìm kiếm nạn nhân. Đến 12 giờ hôm qua, tức là sau một ngày xảy ra sự cố, thi thể nạn nhân cuối cùng mới được tìm thấy. Trạm cảnh sát giao thông Maragui có lưng dựa vào khu vực đồi phía trên trồng sầu riêng thuộc thị trấn Đạ Mờ Ri, huyện Đa Hoai. Khu vực này có hình nón, có mảng xanh ít hơn, nằm giữa rừng với nhiều cây lớn. Chủ sở hữu khu đất từng trồng cà phê, mít, bơ, sau đó đổi sang sầu riêng vài năm gần đây. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, hai ngày trước sự cố, địa bàn chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam nên có mưa lớn và dông kéo dài. Tại khu vực đèo Bảo Lộc, lượng mưa đo được từ tối ngày 29 tháng 7 đến 15 giờ ngày 30 tháng 7 là trên 190 mm. Đây được cho là nguyên nhân khiến nền đất bị yếu, dẫn đến sạt lở đèo. Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, hai làn xe, nằm trên quốc lộ 20 với nhiều đoạn cua gấp, dốc cao, tạo nguy hiểm cho xe đi qua. Đây là tuyến huyết mạch nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai lên Đà Lạt nên đông xe. Sau khi sự cố xảy ra, tuyến đường qua đèo bị đóng mới thông xe sáng nay sau khi cứu hộ giải phóng hiện trường. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ngày 1 tháng 8, bà Đặng Thị Lờ, 76 tuổi, chủ vườn sầu riêng nằm trong khu vực sạt lở đèo ở Bảo Lộc, cho biết trước năm 1975, ông Đặng Hắc, bố của bà, đã khai hoang khu đất này để canh tác. Sau khi người bố qua đời, mảnh đất được giao lại cho bà quản lý. Ban đầu, bà trồng cây lúa, sau đó chuyển sang trồng bơ, cà phê, mít. Sau thời gian dài canh tác, đất đai cằn cỗi nên bà chuyển lại cho cháu trai cải tạo để trồng sầu riêng. Do các cây trồng cũ kém hiệu quả nên năm 2020, chúng tôi quyết định chuyển sang trồng cây sầu riêng. Tính đến nay, các cây sầu riêng này khoảng 3 năm tuổi. Ông B, cháu trai của bà chủ vườn sầu riêng cho biết, theo ông B, dư luận nói gia đình ông phá rừng gây sạt lở là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Đất này ông bà tôi canh tác từ lâu, tôi chỉ kế tục để canh tác thôi, chứ đâu có phá rừng.
Tại khu vực này còn có những cây vú sữa, cây bơ lâu năm nữa, chứ không chỉ có cây sầu riêng, ông B giải bày. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Đặng Văn Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đạ Mờ Ri, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận mảnh đất trồng sầu riêng trong khu vực sạt lở hôm ngày 30 tháng 7 được người dân khai khẩn canh tác từ trước năm 1975. Ông Chinh cho hay, toàn bộ khu đất này đã được đưa ra quy hoạch ngoài 3 loại rừng từ năm 2008 theo quyết định 450 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đưa ra khỏi quy hoạch rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất để sử dụng đất phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nói thêm về tình hình sạt lở của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đạ Mờ Ri cho biết, khu vực đèo Bảo Lộc đã từng xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng. Tại khu vực đèo Bảo Lộc, chỉ cần mưa kéo dài 3 đến 4 ngày, đất đá bắt đầu nhão, hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống dưới, có vị trí sạt lở xuất hiện ở đoạn có rừng nguyên sinh, chứ không chỉ có riêng đất đồi nông nghiệp, ông Chinh nói. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đạ Mờ Ri còn cho biết thêm, hầu hết diện tích trồng sầu riêng là đất nông nghiệp hoặc đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, cây sầu riêng muốn trồng phải có nguồn nước tưới thường xuyên. Trước những ý kiến trái chiều liên quan đến khu vực vườn sầu riêng bị sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 4 người tử vong, ngày 1 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo huyện Đạ Hoai kiểm tra tính pháp lý của vườn sầu riêng. Ngày 1 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo huyện Đạ Hoai kiểm tra vườn sầu riêng nằm phía sau lưng chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc, nơi vừa bị sạt lở khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh và một người dân tử vong. Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo huyện này làm rõ nguyên nhân sạt lở, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung liên quan. Trước đó, ngày 30 tháng 7, sau những trận mưa kéo dài, nhiều vị trí trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở. Tại hiện trường, khối lượng đất đá trên đồi cao nơi đang trồng vườn sầu riêng sạt xuống chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc. Lúc này, Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành, Đại úy Lê Ánh Sáng thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui và anh Phạm Ngọc Anh, người dân tới hỗ trợ, đang di chuyển tài sản, đồ đạc tại chốt đã bị vùi lấp, mất tích. Đến 12 giờ ngày 31 tháng 7, thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy. Ghi nhận tại hiện trường, khu vực sạt lở nằm trọn khoảng đồi trồng sầu riêng, cạnh đó là chốt trạm cảnh sát giao thông, có diện tích rừng bao quanh. Vườn sầu riêng trồng trên dốc đồi với diện tích khoảng 1 hecta, tuổi đời của cây 3 đến 4 năm. Nhìn trên cao, một mảng đất đồi đã bị xé toạc, chỉ còn đất đỏ. Nhìn những hình ảnh này khiến dư luận hoài nghi việc phá rừng trồng sầu riêng cũng như nguyên nhân gây sạt lở. Trong khi đó, một lãnh đạo thị trấn Đạ Mờ Ri, huyện Đạ Hoai thông tin, vườn sầu riêng nói trên thuộc sở hữu của một người tại thị trấn. Người này canh tác trên đồi từ năm 1985 đến nay. Toàn bộ khu đất này đã đưa ra quy hoạch ngoài 3 loại rừng từ năm 2008 theo quyết định 450 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đưa ra khỏi quy hoạch rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất để sử dụng đất phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài ra, trước đây khu vực này được trồng cà phê, mít, bơ, gần đây mới cải tạo lại để trồng cây sầu riêng. Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất trồng sầu riêng có diện tích khoảng 1 hecta, tuổi đời cây khoảng 3 đến 4 năm tuổi, xung quanh là rừng tự nhiên bao bọc. Ủy ban nhân dân huyện Đạ Hoai đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện rà soát hồ sơ giao đất qua các thời kỳ để xác định cụ thể loại đất, chủ sử dụng, sau đó sẽ có thông tin chính thức. Trước đó, ngày 31 tháng 7, tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra rõ nguyên nhân vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cần mời chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm khảo sát địa chất ở khu vực có nguy cơ sạt lở để có cách xử lý an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.